Mấy anh em qua kiển Phước Vinh bữa nay đi vô rừng săn được cây ổi xẻ nè các bạn. Cây ổi này nó mọc méo mương, cũng 40-50 tuổi rồi, không có lớn đách. Cương lọt nước hả Cương? Bây giờ nó xuống kìa. Mấy cái râu ria bác ảnh lọc nó ra hết cho nó lòi đế rồi lên. Nào phải thôi lọt dũng hay nè. Mũi quá. Rất cay đốt luôn. Mũi quá trời mũi. Thương trại đó ta. Thương trại. Kéo hả? Kéo quá, kéo nó cảnh dữ đó. Kéo vô gỗ xe á. Hạnh thấy kéo vô Hạnh ơi, trong gỗ xe có kéo á. Xe chạy vô chưa? Có nhưng mà để ngoài. Chỗ nào chỗ nào? Cửa. Để lúc ngoài cửa luôn hả? Không lẽ chạy vô đây. Chở đây luôn á. Mai chở mà. Chở cây. Lấy cái xe đó chở cây á. Ôi, nó ra hết rồi, nó giống cái gì? Trời ơi, này chú Hưng khoái lắm rồi. Cốt bay á bác ảnh. Mà có cốt bay coi cắt luôn đi Huy cho nó gọn gọn vậy chở không đau luôn á. Cám quá ha. Cám thì chắc cứu rồi. Đúng, thằng bay nó chìm đốt xuống đây nữa nè, bay nhóc luôn nè. Hai ba cành bay luôn hả? Ừ. 1, 2, 3, 4 cành bay. Bay xuống dũng mà, cái dũng chà bá nè. Bay dữ vậy. Chà, mũi quá nha. Cương đốt thuốc luôn, coi cho nó có khói. Có bài rồi. Khói cho bớt mũi, quá trời mũi rồi. Một mũi hết nó lòi lên đẹp lắm. Nó giống con bé rừng xanh không? Ừ. Này nó bay hơi quá trời bay. Vô. Đốt lá đốt dừa không ơi. Ừ, nó bớt khô đó đi. Ừ. Chết rồi bác ảnh qua rồi muốn. Đúng rồi, không đi làm không đi làm. Mới làm ra cho rồi đang đem con giấy với trọng. Để rồi nữa. Nó cắt cái cục luôn đi. Rồi. Ừ. Mà lết dữ vậy. Lết lết lúc luôn. Lết lúc luôn hả? Ừ. Cây này có thể chở không đa không được có cảnh rồi. Gắn lấy dài đại đi rồi có gì kêu liêu có chở. Ở dưới luôn. Đất đó luôn hả? Ừ. Mọi đất xuống dũng á Cương. Dạ. Cương mọi đất xuống dũng á Cương. Đất dũng luôn đi. Đó được ha. Cây này mùa khô nó lội lên á, cái thiên hạ ai cũng khoái đó. Mà giấu trong rừng như hoài luôn ha. Ừ. Do thì ngay lớp này nè. Nó lớp dưới cái đó dục quả đi. Nó có chân trại nó kìa. Dưới nó có kìa. Đây nó. Ồ, khoan nó cắt nó cảnh, cắt hồi là bị lủng á. Cái này có kinh nghiệm muốn hoài biết. Cái cây khó tôi biết. Cắt hồi lủng là tội nghiệp với cây nó. Cứ lủng rồi. Nè, ngồi ghế lên. Mũi quá trời luôn các bạn, không bao. Cây này chắc cũng mấy chục năm hơn không ta? Ừ, mấy chục năm rồi.
này ngon, cây này trong mấy cây con cây này là ngon nhất. Cái... ngọt nó ngọt mà ngọt. Không có sâu nó lắm. Ừ. Cây này là ngon nhất. Để kéo cắt bỏ. Kéo này. Đỏ. Hưng nó khoái ăn cái ổi này lắm. Cái này là cái bay nghe anh em. Đấy lết à. Cúm nhau thuốc vậy mà cũng bị mũi bu. Trời nó tán lỗ tai vỏ hết trơn. Hàng hóa là cái bầu nè. Ừ, kéo ra. Nè, quất nó, kéo quất nó. Hết rồi hả? Không có nhang luôn hả? Bây giờ em xài cái đó lâu, đưa giá cho anh đi. Cái đó giá của kỳ thật đây nè. Rồi, đây là sức sống 100% đó bà con ơi. Để bình thiên. Cái cây ngã hồ dễ bấn lắm. Anh hai mua thuốc rồi anh hai? Không có thuốc luôn. Có thuốc luôn. Rồi gắn chịu đi, cắn cái bà luôn, chịu nó xúc rác hết. Cái này em rượu xe pha. Bây giờ mình tạm dừng ở đây là tập 1 nha quý anh chị. Chút xíu nó gần xong rồi mình làm thêm cái clip tập 2 nữa để cho quý vị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái ổi.